truyền thống vẻ vang, người người đồng đồng sáng mai bình thường và đi muôn nơi mọi miền tổ quốc, thiên nhiên được nhà bảo vệ sáng sớm, vũ có Việt Nam đoàn kết thủy chung, một lòng cùng sự dân tộc tổ tiên.
truyền thống vẻ vang, người người đồng đồng sát vai tình thương, và đi muôn nơi mọi miền tổ quốc, thiên nhiên được nhà bảo vệ sáng sớm, vũ võ Việt Nam đoàn kết thủy chung, một lòng cùng sự dân tộc tổ tiên. Thank you.
Trình bày bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Xin mời các anh chị. Thank you.
Vâng, cảm ơn các anh chị ở đội nhà. Dâu họ Vũ, chị đã chọn trai họ Vũ. Thế và cô con dâu họ Vũ sẽ nên gửi tới các anh chị bài hát Em Chọn Lối Này. Tiếng trong vang vang, lối ơi có anh trong soi đường, có tiếng.
lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe tới các vị đại biểu khách quý, tới bà con anh em cô dì chú bác trong dòng tộc họ Vũ Võ nhà ta mạnh khỏe, đoàn kết và thành đạt. Xin kính tặng quê hương Hưng Yên nói chung và quê tổ Phù Cừ Tiên Nữ và một nhánh của Thái Bình nói riêng. Quê hương tôi nằm ven sông Luộc, Phổ Đà xưa ôm tròn cả đời người, những con đường dợp xanh màu đá kiếp, hoa bằng năng vô sắc tím thủy chung, hồ bán nguyệt xanh xanh như mắt ngọc, nếu ven hồ buông tóc ngắm trăng rơi, hoàng hôn xuống tiếng chuông chùa ngân vòng, mái đền quê ẩn dấu chuyện ngày xưa, những huyền tích đang chờ đợi hóa dài, một vùng quê bao huyền thoại đan xen. Tôi yêu quê vì ở đó có em, người con gái nết na chăm chỉ, em giống mẹ cha dịu hiền giản dị, biết làm giàu trên mảnh đất quê hương. Tôi yêu quê ở đó có tình thương của những con người hai xương một năm, những con người luôn làm nên chiến thắng, chẳng sợ báo dâng bất khuất trước quân thù. Tôi yêu quê ở đó có lời ru từ thuở ấu thơ vẫn còn ấp ủ, những trưa hè say trong giấc ngủ, tiếng à ơi nuôi tôi lớn thành người, yêu quý vô cùng quê tổ của ta ơi. Xin hết ạ. Ngày 4 tháng 9 năm 2016, Thường trực ra thông báo số 09 về việc Khoái Châu chuẩn bị tốt nội dung và nhân sự tiến tới đại hội huyện lần thứ 2. Tháng 9 và tháng 10 năm 2016, các chi họ trong tỉnh đã tổ chức tốt công tác tổng kết khuyến học và trao thưởng cho học sinh giỏi để đỗ đại học và thủ khoa. Huyện Phù Cừ tổ chức đoàn đại biểu về cội nguồn dâng hương thủy tổ Vũ Hồn tại Mộ Trạch Hải Dương. Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2016, thành phố Hưng Yên đăng cai giao hữu bóng bàn cầu nông do nguyên đại tá Vũ Đình Doanh làm trưởng ban tổ chức, nhà tài trợ doanh nghiệp là Vũ Văn Thắng đã thành công tốt đẹp. Chiều 21 tháng 10 năm 2016, Thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên tổ chức đoàn đại biểu dâng hoa tại đài tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Ninh và lễ dâng hương văn miếu Xích Đằng của Hưng Yên, nơi dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên có 7 tiến sĩ. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời đại biểu đại hội đứng lên làm lễ chào cờ. Chủ tịch Hồ Chí Minh,
các anh hùng liệt sĩ tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phút tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa đại biểu khách quý, thưa các cụ cao niên và đại biểu, thưa toàn thể đại hội, thực hiện quy ước dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, điều 4, chương 2 về tổ chức hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, điều 5 về nhiệm kỳ đại hội, đại biểu 5 năm một lần đại hội. Được sự quan tâm và chỉ đạo của thường trực hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, hôm nay ngày 22 tháng 10, năm 2016, Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhằm tổng kết công tác hoạt động của dòng họ trong nhiệm kỳ 2009-2016, đồng thời rút ra những kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động của dòng họ, xây dựng và triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu ban chấp hành hội đồng dòng họ và tổ chức của hội đồng dòng họ, ban cố vấn dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua đại hội, cử đoàn đại biểu đi dự đại hội dòng họ Vũ Võ toàn quốc Việt Nam vào 27 tháng 11 2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Về dự đại hội, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về Trung ương, trân trọng giới thiệu ông Vũ Ngọc Thức, Chủ tịch Hội đồng Vũ Võ Việt Nam, trưởng đoàn đại biểu của dòng họ Vũ Võ Việt Nam, nguyên thiếu tướng. Cùng với đoàn, tôi xin trân trọng có cụ Vũ Hữu Sâm, cụ Vũ Hữu Mai và cụ Võ Văn Niên đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, chúng tôi xin trân trọng bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, trưởng đoàn, xin trân trọng kính mời. Về lãnh đạo hội đồng dòng họ Vũ Võ các tỉnh và thành phố bạn, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn Hải Dương do ông Vũ Văn Cẩm, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hải Dương làm trưởng đoàn. Ông Vũ Quốc Ái, trưởng ban quản lý di tích mộ trạch. Ông chủ tịch của Hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Gia Lộc, huyện Thanh Miện nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu trưởng đoàn Thanh Hóa, ông Vũ Văn Hòa, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 12, viện trưởng viện kiểm sát, chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Thanh Hóa, xin nhiệt liệt chào mừng. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và một số tỉnh vì điều kiện không về dự được có gửi nắng hoa đến tới chúc mừng đại hội, đề nghị đại hội chân thành cảm ơn. Lãnh đạo hội đồng dòng họ của cấp tỉnh Hưng Yên gồm có ông Trần Đào, nguyên đại tá, cục trưởng cục cảnh sát, chủ tịch hội đồng dòng họ
Trần, tỉnh Hưng Yên. Xin nhiệt liệt chào mừng. Một số dòng họ Hoàng, dòng họ Bùi, dòng họ Dương có gửi hoa tới chúc mừng. Đại hội xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu và chúc mừng đại biểu là giáo sư, tiến sĩ, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Đức Chính, nguyên sĩ quan cấp tá và sĩ quan trong lực lượng vũ trang. Xin nhiệt liệt chào mừng. Về cơ sở, trân trọng giới thiệu các đoàn của thành phố và huyện thị. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu thành phố Hưng Yên, đoàn đại biểu huyện Kim Động, đoàn đại biểu huyện Ân Thi, đoàn đại biểu huyện Phú Cừ, đoàn đại biểu huyện Tiên Nữ, đoàn đại biểu huyện Khoái Châu, đoàn đại biểu huyện Yên Mỹ, đoàn đại biểu huyện Mỹ Hào, đoàn đại biểu Văn Giang, các cháu học sinh đạt giải của tỉnh và quốc gia, đạt giải quốc gia và đỗ thủ khoa. Xin nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các phóng viên báo đài truyền hình địa phương và trung ương về đưa tin đội văn nghệ quân nhạc phục vụ cho đại hội. Xin nhiệt liệt chào mừng. Để lãnh đạo và tổ chức đại hội thành công, ban tổ chức xin trân trọng đại hội số lượng đoàn chủ tịch và thư ký để điều hành đại hội. Về số lượng, đoàn chủ tịch gồm 9 người, về thư ký gồm 2 người, dự kiến như sau. Đoàn chủ tịch, một là ông Vũ Quang Hải, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên khóa 2009-2016. Hai, ông Vũ Thế Độc, phó chủ tịch thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên khóa 2009-2016. Ba, là ông Vũ Xuân Thành, phó chủ tịch trưởng ban tổ chức khóa 2009-2016. Bốn, là ông Vũ Xuân Thành, tổng giám đốc lương thực, ủy viên hội đồng dòng họ khóa 2009-2016. Năm, là ông Vũ Nhật Dương, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Hưng Yên. Sáu, là ông Vũ Văn Ninh, nhà doanh nghiệp. Bảy, ông Vũ Đường, nhà doanh nghiệp, phó chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Kim Động, viện phó viện Tâm Linh, tổng giám đốc Vicona. 8, ông Vũ Văn Cá, nguyên ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện ủy, chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Ân Thi. 9, ông Vũ Văn Phò, ủy viên hội đồng dòng họ khóa 2009-2016, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Về đoàn thư ký, một là ông Vũ Duy Kết, là ủy viên ban chấp hành dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên khóa 2009-2016. Hai là ông Vũ Quốc Phiên, ủy viên ban chấp hành hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên khóa 2009-2016. Xin ý kiến đại hội. Nếu đại hội nhất trí, cho một tràng pháo tay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn Thái Nguyên đã về dự và chúc mừng đại hội. Xin nhiệt liệt chào mừng. Sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch và thư ký lên làm việc. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị khách quý của đại hội, thưa toàn thể các vị đại biểu tham dự đại hội. Với tinh thần trăm họ làm nên một nước nhà, trong đó có họ Vũ nhà ta, theo dòng chảy của lịch sử, dòng họ Vũ Võ Việt Nam tỉnh Hưng Yên với các dòng họ khác trong tỉnh đã bao đời nay xây đắp lên một Hưng Yên văn hiến và địa linh nhân kiệt. Trong năm qua, cùng với dòng họ, nhiều dòng họ trong toàn tỉnh đã không ngừng nêu cao truyền thống tiếp bước cha anh để xây dựng Hưng Yên ngày hôm nay với hương thịnh và yên lành.
Hôm nay tại trung tâm hội nghị quảng trường Nguyễn Văn Linh, cạnh với văn miếu Sức Đàn lịch sử, nơi ghi danh các nhà khoa bảng của Hưng Yên bao đời và bao thời kỳ đã làm rạng danh truyền thống của Hưng Yên, việc tổ chức đại hội dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo cách mạng đổi mới, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một sự thể hiện vị thế của các dòng họ trong việc tiến trình xây dựng lịch sử và phát triển. Đại hội dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên được tổ chức lần này trước thềm Đại hội họ Vũ Võ Việt Nam lần thứ 7 là thực hiện thông báo số 133 năm 2016, thông báo tổ chức Đại hội dòng họ Vũ Võ Việt Nam lần thứ 7. Trên tinh thần đó, ngày 17 tháng 7 năm 2016, Ban chấp hành dòng họ Vũ Võ mở hội nghị, Ban chấp hành mở rộng và ra nghị quyết về việc tổ chức Đại hội dòng họ Vũ Võ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trước tháng 12 năm 2016. Ngày 2 tháng 10 năm 2016, hội nghị thường trực họp mở rộng đã ra quyết định triệu tập Đại hội dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên lần thứ tư vào ngày 22 tháng 10 năm 2016. Đại hội hôm nay nhằm thảo luận các tinh thần cơ bản và bầu ra đại biểu đi dự Đại hội họ Vũ Võ Việt Nam lần thứ 7, thông qua báo cáo và quy ước dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên lần thứ tư, bầu ra Ban chấp hành dòng họ Vũ Võ, Ban cố vấn của tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức động viên khen thưởng những người có công trong dòng họ và góp phần đóng góp vào sự phát triển của dòng họ, đồng thời động viên các thế hệ của dòng họ trên các lĩnh vực nghiên cứu, học tập, sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước nhằm nâng cao truyền thống, nhân trí, truyền gia của dòng họ. Quá trình chuẩn bị đại hội là một quá trình huy động được sức mạnh của những người con tâm huyết của dòng họ đã đóng góp trí tuệ, vật chất và nhân tài vật lực để làm nên kết quả đại hội hôm nay. Với tinh thần trăm họ dựng xây một nước nhà, với truyền thống nhân trí truyền gia, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng cảm ơn các vị quý khách và các vị đại biểu tham dự đại hội. Kính thưa đại hội, về dương đại hội, đại biểu và khách quý dành tình cảm và những nắm hoa tươi thắm chúc mừng đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Ngọc Thức, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam trưởng đoàn, nên chúc mừng đại hội tặng nắm hoa. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn. Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên nên chúc mừng và tặng hoa. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Cẩm, trưởng đoàn Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hải Dương. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Thanh Hóa do ông Vũ Văn Hòa làm trưởng đoàn, xin chân thành kính mời. Kính mời đoàn đại biểu dòng họ Vũ Võ tỉnh Thái Nguyên.
xin cảm ơn ông Thái. Xin trân trọng kính mời ông Vũ Quốc Ái, trưởng ban quản lý di tích Mộ Trạch lên chúc mừng. Xin trân trọng kính mời bà Vũ Thị Thúy Hòa, ban biên tập tạp chí Dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Ninh có hoa chúc mừng đại hội. Xin đại hội nhiệt liệt cảm ơn. Các dòng họ của tỉnh Hưng Yên, ông Trần Đào, trưởng ban dòng họ Trần. Giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu huyện Yên Mỹ. Xin trân trọng và kính mời đoàn đại biểu huyện Mỹ Hào. Xin trân trọng và kính mời đoàn đại biểu huyện Văn Giang. Xin trân trọng cảm ơn ông Ninh. Xin giới thiệu ông Vũ Xuân Hành thay mặt đoàn chủ tịch lên nhận quà. Trân trọng kính mời ông Vũ Văn Đường, tổng giám đốc Vicona, viện phó viện tâm linh học Việt Nam, phó chủ tịch huyện Kim Động lên tặng quà tượng trưng hiện vật. Tiền tập thể và cá nhân đã có lòng hảo tâm giúp đỡ và ủng hộ cho đại hội, con số đã sắp xỉ 100 triệu. Đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt cảm ơn. Sau đây, để đi vào nội dung của chương trình đại hội, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Thế Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam, thay mặt đoàn tỉnh Hưng Yên, thay mặt đoàn chủ tịch nên báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đại biểu Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam, kính thưa đại biểu Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên, kính thưa đại biểu khách quý, thưa đoàn chủ tịch, thưa toàn thể đại hội Vũ Tộc, cây có gốc mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu, người ta nguồn gốc từ lâu, có tổ tiên trước rồi sau có mình. Thưa đại hội, thực hiện quy ước hoạt động của dòng họ được sự quan tâm và chỉ đạo của Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam về nhiệm kỳ
5 năm mở đại hội. Căn cứ vào hoạt động của quy ước, Thường trực Hội đồng dòng họ Vũ tỉnh Hưng Yên quyết định tổ chức đại hội đại biểu các dòng họ trong toàn tỉnh nhằm báo cáo và hoạt động dòng họ trong thời gian 5 năm qua 2009-2015 và đề ra những phương hướng 5 năm tới của nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Hội đồng dòng họ Vũ Quá tỉnh Hưng Yên nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các vị khách quý cùng đại biểu Hội đồng Vũ Võ Việt Nam và Ban Cố vấn Ban Chấp hành Hội đồng Khóa 3 tỉnh Hưng Yên, Hội đồng Vũ Võ huyện, thành phố, các đại biểu, các dòng họ Vũ trong toàn tỉnh về dự đại hội. Đông đủ sự có mặt của các quý vị đại biểu, công tác tưởng nghĩa được quan tâm dòng họ, các dòng họ ở thôn xã và trong toàn tỉnh đều có quỹ tình nghĩa để thăm viếng khi thành viên dòng họ trong dòng họ ốm đau và qua đời. Hội đồng dòng họ Vũ Quá tỉnh Hưng Yên đã trao quà tình nghĩa cho một cụ độc thân thôn Trà Lâm, Hiệp Cường bị hỏa hoạn nhà cửa. Lễ dâng hương thủy tổ vũ hồn động thổ và khánh thành trung tu tôn tạo khu mộ Trạch Đông Rồng và ở Hải Dương đã phát huy truyền thống đoàn kết cùng nhau xây dựng duy trì và phát triển hoạt động trong dòng họ luôn luôn được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Đại hội cũng đánh giá cao các đại biểu quá tỉnh nhà sức khỏe, gia đình an khang hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Để tham luận và đóng góp cho dự thảo báo cáo và phương hướng phần tham luận, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Khá, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Ân Thi, nên tham luận về kết nối dòng họ từ cấp huyện cho đến cơ sở. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các anh hùng trong hội Vũ Võ, kính thưa các vị đại biểu về dự đại hội. Được sự nhất trí của ban tổ chức đại hội, Hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Ân Thi xin được báo cáo tham luận tại đại hội với nội dung kết nối dòng họ tới các xã, thị trấn và các thôn trong huyện. Kính thưa đại hội, Ân Thi là một huyện phần nông, trên 130.000 người sinh sống tại 21 xã thị trấn. Trong huyện có nhiều dòng họ cùng sinh sống, trong đó dòng họ Vũ là một trong những dòng họ có nhiều công lao đóng góp sức người sức của để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh vững mạnh. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên và sự nỗ lực nhiệt thành, ban liên lạc họ Vũ Võ của huyện Ân Thi là một trong đơn vị sớm được thành lập vào ngày 28/9/2003 do Vũ Văn Do, đại tá quân đội nghỉ hưu làm trưởng ban. Từ năm 2003 đến năm 2014, ban liên lạc của huyện đã có nhiều công lao xây dựng chấp nối tới các dòng họ Vũ trong huyện. Các ông thường trực ban liên lạc tuy tuổi cao sức yếu nhưng rất nhiệt tình lăn lộn tới từng cơ sở trong huyện, tìm hiểu động viên các dòng họ Vũ xây dựng chấp nối với huyện để có sự thống nhất hoạt động. Trong thời gian này, ban liên lạc đã ra quy chế hoạt động xây dựng cuốn danh nhân họ Vũ Võ huyện Ân Thi qua các thời kỳ. Hàng năm ban liên lạc họp tổng kết hoạt động để ra phương hướng nhiệm vụ cho năm sau. Đầu năm 2014, do các ông thường trực ban liên lạc đều tuổi cao sức yếu đi lại khó khăn, chủ yếu là đi xe đạp nên việc hoạt động chấp nối cơ sở gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, thường trực thống nhất xin nghỉ và đề xuất thường trực mới trẻ khỏe hơn. Thường trực ban liên lạc lúc này được chỉ đạo của cấp trên đổi thành thường trực hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện. Hội đồng dòng họ Vũ Võ lâm thời được thành lập do ông Vũ Văn Khá, nguyên trưởng ban tổ chức huyện ủy Ân Thi là chủ tịch hội đồng. Hội đồng gồm 17 thành viên, được bàn giao từ thế hệ trước. Hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện lâm thời đã khẩn trương bắt tay đi vào hoạt động. Trước mắt làm hai việc chính: một là chấp nối dòng họ tới các cơ sở, hai là xây dựng quỹ để hoạt động của hội đồng. Vũ Võ Việt Nam
hàng năm nên có các cuộc tiếp xúc xuống cơ sở nắm bắt tình hình hoạt động của các gia tộc tiêu biểu để nêu gương trong toàn dòng họ phụ hóa cả nước. 2. Đề nghị cấp trên không thu tiền một cuốn thông tin dòng họ cho các huyện để các huyện nắm được tình hình hoạt động của họ vũ vũ óc trong cả nước. Nếu có điều kiện thì không nên thu tiền in bằng chúc thọ và bằng khen thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở. Trong thông tin dòng họ số 46 tại trang 76 quy định về khen thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi tiêu biểu, thưởng cho thường trực hội đồng dòng họ Vũ Quốc tỉnh cho biết chỉ tặng bằng khen cho các cháu còn không có kinh phí. Đề nghị cấp trên quan tâm thưởng cho tất cả các cháu đạt tiêu chuẩn theo quy định. Nếu kinh phí còn hạn hẹp thì có thể hạ bớt số tiền thưởng ở từng mức để có sự đồng đều giữa các địa phương và cơ sở. 3. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp từ cơ sở đến tỉnh quan tâm hơn nữa và chỉ đạo cho dòng họ Vũ nhằm động viên khuyến khích các gia đình trong họ Vũ Võ chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, xây dựng phong trào danh hiệu gia đình văn hóa, quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài ở các gia đình gia tộc tại cơ sở. Kính thưa đại hội, trên đây là nội dung tham luận của hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Ân Thi. Trong tham luận có thể còn chưa nêu hết sự hoạt động của các cơ sở trong huyện, có nội dung nào chưa sâu sát mong các đại biểu thông cảm. Cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu về dự đại hội dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, luôn có tâm hướng về cội nguồn để xây dựng cho toàn dòng họ Vũ Võ cả nước nói chung và dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên nói riêng vững mạnh, đoàn kết và phát triển. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ông Vũ Văn Khán. Tiếp theo chương trình tham luận, xin trân trọng và kính mời ông Vũ Văn Cường, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên lên tham luận về hoạt động cấp xã thôn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, tôi vinh dự được thay mặt cho hội đồng dòng họ xã Phương Triều gửi tới các vị đại biểu về dự đại hội lời kính chúc sức khỏe và chúc đại hội thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, trước hết tôi xin được thay mặt hội đồng dòng họ xã Phương Triều xin hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết của nhiệm kỳ 2009-2016 A2 của nhiệm kỳ trước và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2021, và được phép xin phát biểu tham luận minh họa về tổ chức hoạt động của một dòng họ Vũ Võ ở cấp phường, cấp xã. Về đặt vấn đề thì hoạt động của dòng họ ở các đơn vị xã và phường là một hoạt động trực tiếp tới các con cháu dòng họ, tạo nên một nền móng vững chắc của dòng họ, nhất là với các phường, các xã có nhiều dòng họ. Nhiều phường xã đã có những bài học, có những kinh nghiệm chỉ đạo thành công, rút ra những bài học thực tiễn quý giá. Xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên trước thuộc huyện Tiên Lữ là một xã có nhiều dòng họ, 11 dòng họ cư trú trên địa bàn xã Phương Triều. Tổng số các nhà thờ ở trong các dòng họ là 9 nhà thờ, có nhiều dòng họ có một truyền thống lâu dài. Với số xuất đinh mà chúng tôi tập hợp là tổng số trên 1.000 xuất đinh thuộc con cháu dòng họ Vũ Võ tại xã Phương Triều. Nhiều dòng họ Vũ trong xã có một cái truyền thống tiêu biểu. Vấn đề đặt ra với xã Phương Triều là vấn đề cần có một tổ chức để tập hợp và phát huy được sức mạnh của dòng họ. Xin đây là một lần dòng họ xã Phương Triều phát biểu tham luận để có phương thức chỉ đạo các dòng họ ở các phường, các xã có nhiều dòng họ tập hợp. Một lần nữa được thay mặt hội đồng dòng họ xã Phương Triều gửi tới các vị đại biểu lời chúc sức khỏe và chúc hội đồng dòng họ thành Hưng Yên ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
lớp lớp các thế hệ con cháu của dòng họ Vũ Võ trong tỉnh nói chung và dòng họ Vũ Văn ở làng Cốc Kê, xã Phạm Phú Lạng nói riêng, dù làm ăn sinh sống, học tập, công tác ở nơi đâu, cũng một lòng một dạ hướng về với quê hương đất tổ, về với dòng tộc để tổ phù hộ độ trì cho con cháu, các thành viên trong tộc đều biết ơn tiên tổ đã luôn luôn tu tâm dưỡng tính, làm ăn siêng năng, lương thiện, rèn luyện nhân cách sống, có đức có tài đối với gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái đều phải lấy nhân lễ nghĩa trí tín làm gốc, lấy trung hiếu làm đầu, lấy chữ tâm làm trọng, lấy tinh thần lương tâm tương ái làm phương châm xử thế, biết phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp, biết lượng thứ và thông cảm cho nhau, người ít tuổi thì kính trên, người nhiều tuổi thì nhường dưới, về quan điểm chung của họ là một giọt máu đào thôn nào nước lại. Đó là lời dạy của các thế hệ đời trước đã để lại, là tài sản vô giá của con cháu trong dòng họ loay theo. Thì báo cáo với tất cả các cụ, các ông, các bà trong đại hội là cái tâm linh nó cũng rất là quan trọng. Thực ra phần ông thì không nói lên lời, nhưng đốt ném tâm nhang thì biết làm quan trọng. Thế thực ra là báo cáo với các vị đại biểu, cũng như là ngày Tết mà có hai lọ hoa, mà để một lọ hoa ở trên bàn thờ thì được 4 ngày đã héo, nhưng một lọ hoa để ở bàn tiếp khách thì 7 đến 9 ngày mới héo. Phải nói là phần ông cực kỳ quan trọng. Thế mà sống là tổ tiên vun đắp. Thế mà ví dụ như cái cây mà chúng ta vun nó thì ra quả, nếu chúng ta không vun mà cứ bới thì nó phải dạng nó chết. Thế thực ra cái tâm linh nó rất là quan trọng đối với tổ tiên. Kính thưa đại hội, công ty cổ phần may và thương mại quốc tế Vigo là một doanh nghiệp tư nhân nằm trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, do cháu là Vũ Văn Đường là chủ tịch hội đồng quản trị, cán bộ công nhân viên phần lớn là con cháu của dòng họ Vũ Võ ở địa phương. Sản phẩm của công ty chủ yếu là hàng dệt may, rèn, chăn, ga, gối đệm, hợp tác sản xuất với Hàn Quốc, cung cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong những năm gần đây, mặc dù nhiều khó khăn do tác động thị trường về khủng hoảng kinh tế, tài chính và ngoài nước, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, doanh nghiệp đã luôn vượt qua những thách thức khó khăn kịp thời, mới về công nghệ sản xuất và nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, bồi dưỡng nâng cao kỹ thuật tay nghề giỏi cho công nhân sản xuất và coi đội ngũ công nhân là tài sản cố định của công ty. Với mục tiêu phấn đấu an toàn, chất lượng, năng suất và luôn lấy hiệu quả kinh tế là hàng đầu, vì vậy sản phẩm đầu ra của công ty có sức cạnh tranh cao, đáp ứng với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, đã giải quyết công ăn việc làm cho gần 300 lao động, không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong công ty, bảo đảm mức thu nhập bình quân từ 4 đến 7 triệu đồng người trên tháng, thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động. Hàng năm công ty còn tổ chức đi tham quan du lịch, nghỉ mát và nộp thuế đầy đủ với nhà nước, cũng như tham gia các công tác hoạt động từ thiện xã hội, cùng với việc củng cố và phát triển doanh nghiệp công ty thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đội ngũ cán bộ công nhân viên, đặc biệt là con cháu trong dòng họ Vũ hiểu rõ truyền thống của họ, để từ đó khơi dậy niềm tự hào để tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, xứng đáng với truyền thống của các bậc tiền nhân để lại, tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng, các phong trào thi đua nước ở địa phương như chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa mới, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia đóng góp quỹ giúp đỡ các người nghèo, quỹ khuyến học, giúp đỡ gia đình chính sách khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Hàng năm nhân ngày giỗ tổ, công ty đều tổ chức gặp mặt anh em, con cháu, dòng họ động viên tặng quà những lao động giỏi, học sinh xuất sắc, gia đình gương mẫu, củng cố mối quan hệ dòng tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc giữ gìn, phát huy và truyền thống tốt đẹp của dòng họ Vũ Võ nói chung và dòng họ Vũ Võ ở địa phương nói riêng. Thì báo cáo tất cả với đại hội là trong công ty thì bây giờ có được khoảng hơn 100 cán bộ công nhân viên là con cháu của dòng họ Vũ Võ ở huyện Kim Động. Thế thường xuyên những cái ngày giỗ mùng 8 ngoài mẫu trạch và các cái giỗ tổ thì anh em một chủ tịch công đoàn cũng là con cháu của dòng họ Vũ Võ rất là quan tâm để thể hiện uống nước nhớ nguồn và tiên tổ. Thực ra các cái doanh nghiệp của họ Vũ của chúng ta ở đây mà quan tâm thì chúng ta sẽ thành công, còn nếu không có tâm là chúng ta sẽ thất bại. Thế báo cáo với các hội là được sự các cô, các
các ông các bà, cô dì chú bác, anh chị em của dòng họ Vũ Võ là nói theo, chú cháu để nói theo. Thế thì nhiều những cái cuộc họp của các dòng họ Vũ Võ của các huyện cũng như các nhà thờ, thế thì nhiều cái tham luận và xin ý kiến của Chủ tịch Vũ Quang Hải là sẽ thành lập một cái riêng của doanh nghiệp của họ Vũ. Ví dụ như tỉnh ta có khoảng 70-80 doanh nghiệp của họ Vũ mà Chủ tịch Vũ Quang Hải mà đứng chỉ đạo thì chắc là những cái đóng góp của các doanh nghiệp đấy thì báo cáo là cũng đủ để những cái ngày hôm nay để mời tất cả các cụ công bà, vì bây giờ đều già nữa rồi mà các cụ đến được như này giữ là rất là quý. Thế thì phải có những cái doanh nghiệp 60-70 doanh nghiệp đấy cho một cái quỹ nó tương đối khá, ví dụ các huyện là bố trí xe hay tất cả các thứ thì cả họ của chúng ta mới ngày càng vun đắp được. Thế là ví dụ như là hôm xây ngôi nhà tưởng niệm của cụ Nguyễn Đức Công, thế thì những người mà đóng tiền thì báo cáo các đại biểu là thì các đồng chí ghi rồi đọc trên loa tuyên truyền, nhưng mà những người mà bỏ ra 5-7 ngày công mà cái công lao động thì bình thường là cũng là 200.000 một ngày thì chúng ta đã không nhắc đến. Ví dụ là người ta bỏ ra 7 công là ví dụ 1.4 triệu thì chúng ta phải ghi nhận vào như thế. Nhiều các con cháu của dòng họ của địa phương cũng phải làm như thế. Thì sau cái đại hội này cũng rất mong Chủ tịch Vũ Quang Hải chỉ đạo sát sao hơn cái việc này. Tức là người ta không có tiền thì người ta có công, con cháu đùm bọc đều chung một cái mái nhà của dòng tộc Vũ Võ của ta. Thế thì đề nghị Chủ tịch khóa tới sẽ chỉ đạo quyết liệt thành một cái hội doanh nghiệp là con cháu dòng họ Vũ Võ thì chắc báo cáo với Chủ tịch là cái lượng tiền sẽ tương đối lớn để cho chúng ta tiếp tục thăm hỏi ốm đau tặng quà vân vân và vân vân và nhiều những cái việc khác. Ví dụ như là ngày 8 tổ chức thuê 2-3 cái ô tô to thì lấy cái kinh phí đó mời các cụ lên xe đi về dỗ tổ ngoài mẫu trạch xong lại đưa về thì phải nói là rất là tốt. Chứ đều các cụ bây giờ đi là phải thêm một cháu lai, mà đi Hà Nam ở các doanh nghiệp thì rất khó lai, vì thực ra doanh nghiệp nó làm theo cơ chế. Thực ra vào những ngày hôm nay thứ bảy thì nhiều doanh nghiệp vẫn phải làm, thế vào chủ nhật thì doanh nghiệp mới được nghỉ. Thế mà để các cháu lại lai một cụ đi xuống để giữ hoặc là đi giữ các chỗ thì nó lại trừ mất ngày lương và mất cái khen thưởng cuối năm thì rất khó. Thế là báo cáo với Chủ tịch chỉ đạo những cái việc này để cho nó tốt. Còn cháu là một người con cháu của dòng họ Vũ Võ thì luôn luôn tâm niệm là con gái là con người ta, con dâu mới đúng mẹ cha như vậy. Thì nàng dâu mà muốn cho con cái tốt phương trưởng thì nàng dâu rất là quan trọng. Đấy thì là làm dâu mà chăm lo dòng tộc tốt thì con cái mẹ là mẫu thì con cái sẽ được thừa ân phúc của tổ tiên nhà chồng. Thế thực ra là báo cáo với các vị đại biểu là nàng dâu rất là quan trọng. Kính thưa đại hội, có thể nói thời gian qua cùng các dòng họ anh em trong tỉnh, dòng họ Vũ Văn ở Cốc Khê, Kim Đồng, công ty cổ phần may và thương mại quốc tế Inco đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa để củng cố phát huy truyền thống sẵn có. Trong thời gian tới, công ty và dòng họ Vũ Văn tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt những định hướng hoạt động của họ Vũ Võ nhiệm kỳ 4 tới, động viên mọi thành viên trong dòng họ và doanh nghiệp luôn tự hào là con cháu họ Vũ Võ, thừa hưởng ân đức của tổ tiên để lại. Chúng ta phải có trách nhiệm phụng sự với tổ tiên xuất phát từ cái tâm ở mỗi con người cùng mang dòng máu trực hệ, đồng thời cùng với cộng đồng chăm lo phấn đấu xây dựng quê hương đất nước đổi mới ngày càng giàu đẹp văn minh. Một lần nữa cháu xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và đại hội một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, điều lành mang đến, điều dữ mang đi, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an. Cháu xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn nhà tâm linh học Viện Phó Viện Tâm linh học Việt Nam. Phải nói là doanh nghiệp Vũ Đường Hoan trong nhiều năm nay là song hành với hoạt động của dòng họ. Có lẽ đại hội cũng sẽ tiến cử Vũ Đường Hoan sẽ làm chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân lâm thời của Hưng Yên để tiến tới cái đại hội. Đấy là dự kiến của ban chủ tịch. Sau đây xin chân thành cảm ơn Vũ Đường Hoan. Về phần tham luận thì để đảm bảo chương trình, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Tất cả các ý kiến cá nhân và tập thể chúng tôi xin được tiếp thu
mọi ý kiến cá nhân và tập thể gửi về đoàn thư ký để tổng hợp và đoàn chủ tịch chúng tôi xin tiếp thu và chỉnh sửa đóng góp vào trong cái nhiệm vụ phương hướng. Nhưng phần quan trọng vẫn là cái sự chỉ đạo của một ban lãnh đạo có tầm, có tâm và đoàn kết gắn bó trong suốt quá trình nhiệm kỳ vừa qua. Chúng ta đã đạt được những thành tựu đó. Trên cơ sở chúng ta đã hoạt động sáng tạo, hết sức sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, từ vấn đề xây dựng, từ đường miếu mạo cho đến vấn đề xây dựng tổ chức, khuyến học khuyến tài, thi đua khen thưởng và xây dựng gia đình văn hóa dòng họ. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sáng kiến qua hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ Hoàng Yên. Chúng tôi thấy rằng có rất nhiều sáng kiến để chúng ta cùng học tập, cùng nói theo. Thưa toàn thể đại hội, mỗi khi chúng ta họp mặt với nhau, không ai bảo ai, chúng ta đều cảm thấy rất tự hào rằng chúng ta là người họ Vũ. Đây là vấn đề hết sức quan trọng mà không phải nơi nào cũng có được. Chúng ta tự hào về lịch sử của dòng họ chúng ta. Chúng ta có vị thủy tổ từ 1.300 năm nay. Chúng ta có đầy đủ các chứng tích lịch sử để chứng minh rằng thủy tổ của chúng ta đang hiện hữu trên mảnh đất quê hương Mộ Trạch, mảnh đất phát tích của dòng họ chúng ta. Chúng ta càng tự hào hơn nữa vì dòng họ chúng ta có một cái truyền thống mà cũng ít nơi nào có được, ít dòng họ nào có được. Đó là truyền thống nhân hậu và trí tuệ. Nói nhân hậu trí tuệ thì nó bao hàm một cách hết sức đầy đủ. Con người chúng ta nhân hậu, nhưng đồng thời con người chúng ta cũng hết sức trí tuệ. Con trai, con gái, con dâu hổ đều trí tuệ cả. Các bác, các anh, các chị đi tất cả các địa phương, từ Nam ra Bắc, chỗ nào có họ Vũ, chúng ta đều nhận thấy một cách rất rõ ràng cái niềm tự hào của dòng họ chúng ta. Chúng ta rất tự hào hiện nay là chúng ta, trước đây thì chúng ta, dòng họ của chúng ta đóng góp rất nhiều những công hầu khách tướng trong lịch sử, từ đời này qua đời khác chúng ta. Và ngày nay thì chúng ta cũng có rất nhiều những cán bộ lãnh đạo ở trung ương và địa phương. Hôm sau, nhân dịp đại hội lần thứ 7 của dòng họ Vũ ở Việt Nam, các vị mà lên dự thì sẽ thấy rằng cái lực lượng cán bộ lãnh đạo từ trung ương, cấp trung ương, thứ bộ trưởng và các tướng lĩnh rất nhiều. Đấy cũng là một cái niềm mà động viên chúng ta cố gắng làm thế nào. Chúng ta phải tăng cường công tác khuyến học khuyến tài, giáo dục con cháu để nuôi con cháu của chúng ta thành tài phụng sự cho cái đất nước tới đây. Nhiệm vụ của dòng họ chúng ta phải nói cũng rất nặng nề. Lịch sử giao trọng trách cho dòng họ chúng ta cũng rất nặng nề. Chúng ta đã đóng góp rất nhiều công sức lớn lao trong cả hai cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc đấu tranh gìn giữ hòa bình bảo vệ đất nước hiện nay. Tôi nghĩ rằng mỗi một người con của dòng họ Vũ đều hướng tới làm thế nào để chúng ta phụng sự đất nước được nhiều hơn, làm thế nào chúng ta phục vụ đất nước hiệu quả hơn. Thưa toàn thể đại hội, cái quan trọng nhất của dòng họ chúng ta, cái nguyên nhân quan trọng nhất mà chúng ta đạt được, giúp chúng ta đạt những thành tích như vừa qua, những thời gian qua, chính là cái sự đoàn kết dòng tộc. Chúng ta biết bảo nhau, chúng ta biết thân ái giúp đỡ nhau, chúng ta biết thương yêu nhau,
đấy là một cái truyền thống cũng hết sức quý báu của chúng ta. Về vấn đề này, qua đại hội thì tôi thấy rằng Hương Yên, hội đồng đồng bào Hương Yên là có một cái sự thể hiện rất rõ trong việc đùm bọc thương yêu, đoàn kết với nhau. Và chúng ta luôn luôn định cho con, định hướng cho con cháu rất đúng hướng về vấn đề phụng sự tổ, phụng sự tri ân với tổ tiên, phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Đây là hai cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Toàn thể đại hội kính chúc các quý vị đại biểu một nhiệm kỳ mới đầy thắng lợi, và chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết trong tộc để thực hiện những cái mong ước của tổ tiên ông bà chúng ta từ trước đến nay, xứng đáng là những người hậu duệ thật tốt của dòng họ. Tôi xin kính chúc các đồng chí trong lãnh đạo mới của hội đồng dòng họ của Nghiên sẽ phát huy hơn nữa cái tâm, cái tầm, cái tình đoàn kết để xứng đáng công bộc của dòng họ Vũ Võ Hương Yên. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ông Vũ Ngọc Thức, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, và thông qua đại hội được chúc ông và Hội đồng Vũ Võ Việt Nam sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, trong thời gian những năm qua, hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên đã có nhiều những tập thể và cá nhân của các chi dòng họ hoạt động công tác dòng họ dòng tộc Vũ Võ tỉnh Hưng Yên đạt được rất nhiều những thành tích đáng kể và xuất sắc. Để kịp thời động viên và khen thưởng các thành tích của các tập thể và cá nhân nói trên, hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam đã có quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên. Tôi xin được thay mặt đoàn chủ tịch công bố quyết định khen thưởng của hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam cho các cá nhân và tập thể như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam số 135 KT DH Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2016 quyết định khen thưởng. Căn cứ điều 11 chương 4 quy ước dòng họ Vũ Võ Việt Nam về việc khen thưởng, căn cứ vào thành tích hoạt động của các tập thể cá nhân của dòng họ và đề nghị của hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, xét đề nghị của ban thi đua văn phòng hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam quyết định điều 1 tặng bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết bao truyền thông vẻ vang, người người đồng lòng sát vai bình vương, bỏ đi một nơi mọi miền đổ vui, tiếng biên cương nhà bảo vệ sáng sớm, quốc phố Việt Nam đoàn kết vì chung, đồng lòng cùng sự dân tộc tổ tiên, dù đi về đâu. Kính thưa đại hội, được sự phân công của đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo trước đại hội hai bản. Một là nội dung thứ nhất là quy ước hội đồng dòng họ Vũ Võ Thánh Nhiên và thông qua ban chấp hành, ban cố vấn nhiệm kỳ 2016-2021. Phần thứ nhất là quy ước hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 4 chương 12 điều. Chương 1, chức năng nhiệm vụ. Điều 1, biểu tượng của dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên là chữ Vũ, màu đỏ, nền vàng, khung đỏ. Tên gọi hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên. Điều 2, con dấu hình vuông mỗi cạnh 4 cm, ở giữa có chữ Vũ. Điều 3, chức năng và nhiệm vụ. Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên là tổ chức đại diện cho các dòng họ người Hưng Yên đang sinh sống trong và ngoài nước. Dòng họ Vũ Võ của nguồn gốc quê hương Hưng Yên có chức năng chỉ đạo các hoạt động của dòng họ về cội nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, đoàn kết phấn đấu góp phần tích cực nhất, hiệu quả nhất xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh. Cùng với các dòng họ Vũ Võ cơ sở huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, hội đồng cơ sở hướng dẫn thực hiện nhằm giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, động viên các dòng họ tích cực làm tròn nhiệm vụ đối với gia đình, dòng họ, địa phương, đất nước và dân tộc, chung sống đoàn kết, nhân ái với các dòng họ khác nơi cư trú, nơi công tác, để cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa tương thân tương ái, cùng ban xây dựng cộng đồng ngày càng tiến bộ văn minh, tích cực khuyến đức khuyến tài khuyến học, động viên mọi người đem hết tài năng sức lực để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể của dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên, sưu tầm, bổ sung, hoàn thiện gia phả chi họ, góp phần hoàn thành tộc phả dòng họ, xây dựng kiện toàn các hội đồng dòng họ huyện, thành phố trong tỉnh, làm cho tổ chức dòng họ ngày càng thêm gắn kết, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả hơn. Chương 2 về tổ chức và lề lối làm việc. Điều 4, tổ chức hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Yên. Số lượng ủy viên hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Yên về số lượng do đại hội đại biểu biểu quyết quyết định, bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên, đảm bảo tính kế thừa, có người đang công tác, có nhà doanh nghiệp, có người hưu trí, có người cơ sở. Số lượng ban chấp hành từ 17 đến 25 người. Chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên
để đại hội sau một thời gian làm việc dân chủ, tự nguyện, kỷ cương và đồng thuận, đại hội dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua báo cáo, thông qua quy ước hoạt động của dòng họ Vũ khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội cũng đã nghe một số tham luận của các đại biểu, đặc biệt là nghe ý kiến phát biểu của đại diện dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Đồng thời, đại hội cũng đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân của các dòng họ ở cơ sở đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của dòng họ và các hoạt động tôn vinh các người cao tuổi, các nhà khoa bảng, các tướng lĩnh, các sĩ quan, các anh hùng và các chiến sĩ thi đua, đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp, những doanh nhân tiêu biểu, các học sinh tiên tiến xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Sự phát triển của dòng họ trong những năm qua thể hiện được các hoạt động dân chủ, đồng thuận, kỷ cương của dòng họ. Đồng thời, các dòng họ ở cơ sở cũng đã có nhiều cố gắng góp phần trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của tỉnh Hưng Yên, góp phần cùng với các dòng họ khác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Hưng Yên là một tỉnh hưng thịnh và an lành. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin cảm ơn sự lãnh đạo của Thường trực Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam, cảm ơn vị đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu các dòng họ và các tỉnh bạn, cùng với tất cả các vị đại biểu đã tham dự và mang đến sự đoàn kết, xây dựng và niềm tin cho một hoạt động khởi sắc của dòng họ Vũ nhiệm kỳ 2016-2021. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.